trân trọng kính chào đến toàn thể các bác và anh em yêu nhạc trên mọi miền tổ quốc. Và trong video clip ngày hôm nay bên em tiếp tục lên sóng test giới thiệu đến các anh em một cặp loa bài Freeway Bass 40. Cặp loa này có cái model 115HC. Hãy cho hình một Bass 40 quá nhá, từ 17 côn họng 63 một tép kèn. Sử dụng thùng gỗ bọc lì, thông số kích thước của model này thiết kế chiều cao khoảng 66 cm. Rất nhỏ gọn, bề ngang là 43 và sâu là 36 cm. Loa tình trạng bao đẹp nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, một cái model chơi hay bài đẹp 115HC. Cặp loa này để các anh em sử dụng cho không gian phòng từ 25 m² trở lên. Đấy, loa chất lắm. Đấy, tép lẩy bát sâu mềm. Vâng, và chúng ta đầu tư rất hợp lý cho một cặp loa Mỹ Freeway Bass 40 10.500.000. Và mọi nhu cầu mua sắm của anh em hãy liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0918242465. Và địa chỉ anh em tại xứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Các bạn em sở hữu ngay một cặp loa Bass 40 Freeway 110.